Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân thôn Hạ Giá, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh đã hoàn thiện 10 trên 10 tiêu chí khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Lễ công bố đạt chuẩn vừa được tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ nhân dân trong thôn. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của thôn là trên 3,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do nhân dân thực hiện xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, tường bao. Thời gian qua, cơ sở hạ tầng của thôn không ngừng được củng cố, xây dựng và kiến thiết. Nổi bật như đường giao thông được bê tông hóa 100%, các tuyến đường có biển báo, hành lang an toàn giao thông, đèn điện chiếu sáng. Nhân dân tiến hành trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh bích họa, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Tỷ lệ số hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt trên 92%. Thôn có 30 hộ kinh doanh dịch vụ, hàng trăm lao động làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp cho thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, nhân dân đầu tư phương tiện sản xuất, tiếp thu khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng con nuôi mới vào sản xuất thông qua xây dựng mô hình vườn mẫu, nuôi thỏ, nuôi bò. Qua đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 57,3 triệu đồng, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao.